Phú Yên Channel chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay là sáng ngày 7 tháng 7 năm 2021. Rất là vui khi được tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình dịch Covid ở Phú Yên đến cho mọi người. Đây là tiếng Lê Thành Phương ở Tuy Hòa các bạn. Sáng nay thì các bạn thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày đầu tiên. Theo thông tin mình nắm được là hiện tại có 2 điểm thi, một điểm thi ở Tây Hòa và một điểm thi ở Tuy Hòa đã dừng vì có thí sinh có yếu tố dịch tễ, nên ngành chức năng đã dừng 2 điểm thi. Mình thấy các bạn thí sinh đã thi ra rồi các bạn. Đây là điểm thi trên đường tại trường Nguyễn Trãi này. Các bạn đã đến giờ làm ra rồi nè. Đây là một kỳ thi rất là đặc biệt. Không những đặc biệt đối với các bạn thí sinh mà còn là rất là đặc biệt đối với các ngành chức năng nữa các bạn. Các bạn thí sinh tham gia kỳ thi này những ngày trước đó đã trải qua đợt test thử Covid-19. Nếu những trường hợp nào âm tính thì sẽ thi vào đợt đầu. Còn đối với những trường hợp nào dương tính cũng như là các F ở các khu phong tỏa thì bố trí thi vào đợt 2. Tính tới thời điểm sáng ngày 7 tháng 7 năm 2021, toàn tỉnh Phú Yên đã có 336 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Sáng nay thì theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống Covid tỉnh Phú Yên, hiện tại tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 8 giờ thì chưa có trường hợp nghi nhiễm nào được xác định. Rất là nhiều bạn thắc mắc số liệu giữa video mình chia sẻ cũng như là số liệu các bạn đọc trên các báo chí. Mình thấy đoàn xe chở học sinh đi thi nè các bạn. Những ngày này thì các xe truyền thông lưu động liên tục hoạt động ở Tuy Hòa nha các bạn. Xin nhắc lại giữa số liệu mình chia sẻ cũng như là mọi người thắc mắc, đó là nó khác so với các báo chí. Thì mình giải thích đó là số liệu mình lấy từ nguồn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid tỉnh Phú Yên.
thì số liệu này thường khác so với số liệu mà các báo chí đưa tin. Ở đây có sự khác biệt, đó là khi mà Phú Yên xác định ca nhiễm mới thì sẽ báo cáo nhanh để mà tiến hành truy vết cũng như là phong tỏa những khu vực có ca dương tính kịp thời. Còn số liệu của các báo thì thường là lấy số liệu từ Bộ Y tế nên sẽ cập nhật sâu. Nên mọi người cũng không phải thắc mắc nhiều nha. Phía trước chúng ta đó là điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ ở Tuy Hòa. Các bạn thí sinh cũng đã thi xong rồi các bạn. Hầu như là các bạn đã ra khỏi trường. Đã trúng tủ mày được? Dạ. Không hả? Đăng tin chia sẻ thì có rất nhiều mạnh thường quân đã chung tay cùng với Farmay để mà hỗ trợ những nhu cầu nhu yếu phẩm, các thiết bị y tế đến các vùng phong tỏa. Và dự kiến trong những ngày tới thì Nguyên Channel sẽ cấp phát 100 bộ đồ bảo hộ cũng như là găng tay y tế đến các nơi cần thiết vào lúc này. Thì có một nhà tài trợ ở thành phố Hồ Chí Minh đã liên hệ với Phú Yên Channel để gửi đến bà con ở Phú Yên. Phú Yên Channel cũng như là bà con Phú Yên rất là trân quý những tình cảm của nhiều người ở khắp đất nước luôn hướng về Phú Yên. Mình thấy trên tuyến Trần Hưng Đạo mọi người cũng di chuyển khá đông người. Đây là khu vực phong tỏa trên đường Trần Quý Cáp. Thank you.
phía trước chúng ta đó là khu vực chợ Xéo. Chợ Xéo Bình Ngọc cũng đã tạm dừng hoạt động rồi các bạn. Mình thấy các chốt ở Tuy Hòa rất là nhiều ngày đã chưa được dỡ lệnh. Ở Tuy Hòa hiện có một chốt trên đường Tản Đà đã dỡ lệnh, còn các chốt còn lại thì mình vẫn thấy còn hoạt động. Đây là các chốt ở Tuy Hòa này các bạn. Khi mà các xe máy cũng như là xe ô tô qua khu vực này sẽ đo thân nhiệt. Các nhà thuốc thì các bạn thấy người dân xếp hàng để mà vào mua thuốc, đảm bảo khoảng cách 2 mét.